Chuyến đi Sapa ngập đồ ăn của vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Đôi vợ chồng son check-in đỉnh Phan Xipang và ăn không ngừng nghỉ các đặc sản ở Sapa. Dịp cuối năm, vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm gác công việc bận rộn, trốn cái nóng của Sài Gòn, cùng nhau thực hiện chuyến du lịch Sapa. Hai người vừa trở về, chia sẻ rất nhiều hình ảnh và kỷ niệm lên trang cá nhân. Sapa là điểm du lịch lý tưởng vào mùa đông, với khí hậu lạnh, xương giang kín lối, khiến những du khách miền Nam rất ưa thích. Đôi vợ chồng nổi tiếng thích thú khám phá những danh lam nổi tiếng ở thị trấn Sapa và thích thú với không khí lạnh teo. Trước chuyến đi, Thúy Diễm và chồng chuẩn bị khá đầy đủ quần áo ấm để đối mặt với việc chênh lệch nhiệt độ. Mục tiêu của chuyến đi lần này là check-in tại đỉnh Phan Xipang, nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương và rất hot thời gian gần đây. Do điều kiện sức khỏe và thời gian, hai vợ chồng chọn cách đi cáp treo trong 15 phút để lên tới đỉnh. Mùa này xương giăng khá dày đặc, gây khó khăn về tầm nhìn, nhưng không làm giảm sự phấn khích của du khách khi chạm vào chóp đỉnh Phan Xipang. Không những thế, đôi tình nhân phim ranh giới tình còn tranh thủ khám phá ẩm thực Sapa vốn dĩ luôn làm mê lòng dân du lịch. Trong cái lạnh, ngồi bên nồi lẩu nghi ngút khói và thưởng thức những món ăn đặc sản núi rừng thì thật là tuyệt. Thúy Diễm bật mí kinh nghiệm, đi Sapa ăn gì, ha ha, ăn không ngừng luôn, cơm lam muối vừng, thịt nướng các loại, đặc sản lẩu cá hồi, cá tầm, ngon xuất sắc, rau rừng thì tươi hết biết, ngọt ơi là ngọt. Đôi vợ chồng thực hiện một food tour quanh thị trấn Sapa, giới thiệu nhiều món ngon, trong đó không thể thiếu các loại xiên nướng đã trở thành thương hiệu của phố núi. Nếu đến thị trấn trong sương, bạn đừng quên ghé qua những quán ăn ven đường với bạt ngàn các loại xiên que nướng thơm lừng, ngon không cưỡng nổi. Theo gợi ý của Lương Thế Thành, một đặc sản khác bạn cũng không thể bỏ qua khi tới Sapa chính là cá hồi. Thích hợp nhất là gọi một nồi lẩu cá hồi cùng nhau nhâm nhi dưới trời sương lạnh. Sapa là một trong số ít những nơi nuôi thành công loại cá này thành công do có nhiệt độ thấp, nằm trong độ cao phù hợp. Do vậy, các món ăn từ cá hồi tại đây đều rất tươi ngon. Cơm lam khá quen thuộc với người dân vùng núi phía Bắc, được nấu trong ống tre con. Có nơi nấu bằng nước dừa nên khi cơm chín, hạt cơm dẻo mềm, thơm ngọt. Khi bóc, lớp cơm dính với lớp áo tre mỏng bên trong, chấm với muối vừng, món ăn đơn sơ khiến bao người nhớ nhung. Lương Thế Thành và Thúy Diễm lựa chọn phương tiện di chuyển là tàu hỏa, vừa an toàn lại có thể nghỉ ngơi qua đêm. Tàu dừng ở Lào Cai, sau đó bạn có thể bắt xe bus, taxi lên Sapa. Ngoài ra, từ Hà Nội, bạn có thể đi ô tô theo đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai để tiết kiệm thời gian. Nhà thờ đá ở trung tâm thị trấn Sapa xinh đẹp. Ở The Voice 2017, bất ngờ thay Thu Minh ngồi ghế đóng cùng ba đàn em. Đội ngũ The Voice 2017 được trẻ hóa hơn hẳn những năm trước với sự góp mặt của Tóc Tiên, Lưu Phước Thịnh, Đông Nhi cùng nữ ca sĩ Thu Minh. The Voice Giọng Hát Việt là một trong những cuộc thi âm nhạc hot nhất trên truyền hình. Sau 3 mùa phát sóng, Giọng Hát Việt đã tạo được tiếng vang khi đào tạo ra những thế hệ ca sĩ trẻ tài năng và được đông đảo khán giả yêu mến. Đặc biệt, chương trình cũng là nơi quy tụ những ca sĩ hàng đầu tại Việt Nam, ngồi vào ghế đóng như vai trò huấn luyện viên Diva Hồng Nhung, Diva Mỹ Linh, Thu Minh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà. Giọng Hát Việt 2017 mùa thứ tư đã chính thức quay trở lại. Những gương mặt đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Voice 2017 sẽ là ca sĩ Thu Minh, Lưu Phước Thịnh, Đông Nhi và Tóc Tiên. Là huấn luyện viên chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của The Voice Việt Nam, sự trở lại Thu Minh trên ghế nóng là thông tin nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Thành công vang dội trong mùa đầu tiên với quán quân Hương Tràm cũng như người học trò cưng Trúc Nhân đang là một trong những gương mặt nổi bật những năm gần đây, cũng đủ thấy chất lượng giảng dạy hàng đầu của đẳng cấp Thu Minh. Sự trở lại nữ ngôi sao được hy vọng sẽ làm tăng thêm chất lượng của các thí sinh đăng ký lên rất nhiều. Ba gương mặt còn lại gồm Đông Nhi, Nhu Phước Thịnh, Tóc Tiên, tuy đều là những đàn em của Thu Minh nhưng họ là các ngôi sao trẻ đang dẫn đầu xu hướng thị trường âm nhạc với lượng fan hùng hậu khổng lồ nhất hiện nay. Dù còn trẻ nhưng Đông Nhi, Nhu Phước Thịnh đã có bề dày kinh nghiệm và đang nhận được tình cảm rất lớn từ phía người hâm mộ. Trong năm 2016, cả hai đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước và đều đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Voice Kids. Đông Nhi chia sẻ, bản thân Nhi cảm thấy rất phấn khích vì được thử sức với trải nghiệm mới, với những điều cần phải có để trưởng thành nhiều hơn nữa trên chặng đường hoạt động nghệ thuật. Đây là cuộc thi thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả truyền thông. Nhi sẽ có cơ hội để đến gần hơn tất cả mọi người và thông qua chương trình, Nhi tiếp tục được thể hiện niềm đam mê đó là huấn luyện và đào tạo lớp thế hệ trẻ. Bản thân bốn huấn luyện viên đã có rất nhiều năm hoạt động âm nhạc và đó có những kinh nghiệm riêng. Nói đến tuổi đời, Nhi thì cũng gần 30 rồi nên cũng không trẻ nữa,
Nhi nghĩ đây không phải là sự mạo hiểm, mà chính là sự thay đổi giúp chương trình tươi mới và trẻ trung hơn. Từ huấn luyện viên The Voice Kids đến đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Voice 2017, Nu Phước Thịnh bộc bạch. Đến với The Voice 2017, Nu tràn đầy năng lượng và tự tin. Ở cuộc thi này, đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm phải nhiều hơn so với The Voice Kids. Nu sẽ đem đến chương trình những kinh nghiệm mà mình đã học được từ 8 năm qua. Từ những gì mình có, Nu sẽ sáng tạo thêm nữa để làm cho đội của Nu sẽ là đội bất khả chiến bại. Cảm xúc của Nu dành cho cuộc thi này quá nhiều. Nu đang quan tâm mình làm được gì cho chương trình và cho thí sinh của mình. Tóc Tiên cũng không thua kém hai người bạn của mình. 2016 cũng là năm cô miệt mài hoạt động nghệ thuật và cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Tóc Tiên trở thành ngôi sao được hàng triệu khán giả yêu mến và từng góp mặt trong vai trò giám khảo của một số chương trình truyền hình. Nhận lời làm huấn luyện viên của chương trình, Tóc Tiên bày tỏ, bất cứ nghệ sĩ nào khi nhận được lời mời làm huấn luyện viên cho The Voice cũng đều là một vinh dự. Tuy nhiên, đối với những nghệ sĩ trẻ như Tiên thì vinh dự càng lớn, áp lực cũng sẽ rất lớn. Trước giờ, tính của Tiên đều thích đặt mình vào những thử thách khó khăn. Những cái người khác nghĩ mình không làm được thì Tiên càng muốn chứng tỏ khả năng của mình. Tiên nghĩ sau 2 năm về Việt Nam thì đây là thời điểm phù hợp nhất để Tiên thử sức ở vai trò mới. Dù biết phía trước có nhiều khó khăn nhưng Tiên vẫn nhận lời vì muốn đánh dấu một cột mốc mới, cũng là như một bước đệm cho những dự án âm nhạc sắp tới của Tiên. Tham gia vào chương trình, Tiên cũng không dám khẳng định chuyên môn của mình vì có rất nhiều anh chị đi trước, điển hình là chị Thu Minh. Cái Tiên muốn khẳng định là sự nghiêm túc của mình ở cuộc thi The Voice. Năm nay, bộ tứ quyền lực có nhiều thay đổi mới mẻ khi có sự góp mặt của những ca sĩ trẻ bên cạnh huấn luyện viên gạo cội Thu Minh. Tuy nhiên, chính điều này sẽ giúp chương trình tạo nên sự tươi mới, thu hút và đáng được chờ đợi nhất trong năm 2017. Tập 1 The Voice giọng hát Việt 2017 sẽ lên sóng lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 12 tháng 2 2017 trên kênh VTV3. Lộ danh tính người sẽ mua lại sim khủng trị giá 20 tỷ của Ngọc Trinh. Nhiều người cho rằng vị đại gia mua lại sim trị giá khủng của Ngọc Trinh không ai khác chính là bạn trai của cô, tỷ phú Hoàng Kiều. Những ngày gần đây, Ngọc Trinh khiến nhiều người kinh ngạc khi chia sẻ cô đã bỏ ra 20 tỷ để mua lại số sim đẹp từ một doanh nhân người Việt. Được biết, thời gian tới, Ngọc Trinh sẽ dùng sim số đẹp này tổ chức buổi bán đấu giá. Toàn bộ kinh phí thu được sẽ dùng vào công việc phục vụ, công tác từ thiện giúp người dân miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, để họ phần nào bớt khó khăn, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh thông tin Ngọc Trinh mua sim khủng làm từ thiện, số đông khán giả cũng đang không ngừng dự đoán việc ai sẽ là người đấu giá được số điện thoại 098-999-9999 vào ngày 18 tháng 11 tới đây. Và ứng cử viên sáng giá được công chúng dự đoán nhiều nhất, không ai khác chính là người bạn trai hiện tại của cô, tỷ phú Việt Kiều giàu nhất nước Mỹ Hoàng Kiều. Trước đó khi được hỏi bạn trai tỷ phú góp bao nhiêu phần trong cuộc sang nhượng này, Ngọc Trinh khẳng định cô tự bỏ tiền túi chứ không nhờ ai phụ giúp. Tuy nhiên, tôi đang là bạn gái của anh Hoàng Kiều nên chuyện xin phép hỏi ý kiến anh trước khi quyết định những chuyện lớn là điều tất nhiên. Nhiều người cũng nghi ngờ rằng bằng cách nào đó, dù trực tiếp ra mặt hay không, Hoàng Kiều cũng có thể là người mua lại sim số đẹp này của Ngọc Trinh. Bởi lẽ trước đó, dù mới nhận được sim một ngày, nhưng khi được hỏi về những dự đoán của mình trong cuộc đấu giá sắp tới, nữ hoàng nội y đã tự tin khẳng định chắc chắn chiếc sim khủng sẽ bán được với giá hơn 20 tỷ đồng. Tôi định để giá khởi điểm là 12 tỷ, nhưng sau đó lại thôi vì ekip muốn không khí ban đầu sôi nổi vui vẻ hơn. Tôi nghĩ với ý nghĩa của sim số này cũng như mục đích từ thiện, các doanh nhân, mạnh thường quân sẽ sẵn lòng mở hầu bao trong buổi đấu giá. Ngọc Trinh tự tin sẽ thu về trên 20 tỷ đồng. Ông bầu Vũ Khắc Tiệp cho biết Ngọc Trinh có thể lập gia đình trong 1-2 năm tới. Vì vậy, anh và cô sẽ nỗ lực làm từ thiện cũng như hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ trong năm 2017. Những hoạt động từ thiện cô kết hợp cùng người yêu tỷ phú cũng sẽ được xúc tiến thời gian tới. Qua đó, khán giả lại càng có thêm cơ sở để tin rằng Hoàng Kiều hoàn toàn có thể là vị mạnh thường quân sẽ đấu giá thành công chiếc sim khủng 098-999-9999 nhằm hậu thuẫn cho con đường thiện nguyện của bạn gái, dù ông có xuất hiện hay nhờ người khác ra mặt.
là người Việt có tài sản lớn nhất được thống kê bởi Forbes, hơn 3,7 tỷ đô. Ông Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông sang Mỹ định cư năm 1975 và hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty RISS. Cuối năm 2008, khi hoạt động từ thiện của ông Hoàng Kiều vào cao điểm, tập đoàn RISS đã chi ra 150 tỷ đồng và đi liền theo đó là sự kiện lần đầu tiên sau hơn 50 năm Midwork có mặt tại Việt Nam. Trên Forbes, ông Hoàng Kiều cho biết ông cam kết dành 20% tài sản làm từ thiện. Đại gia gốc Việt này đã có nhiều hoạt động từ thiện tại Việt Nam, ngay từ những chuyến trở về quê hương đầu tiên năm 2006. Chia sẻ trên Forbes, ông Hoàng Kiều cho biết ông muốn bày tỏ lòng biết ơn và sự đền đáp. Ông luôn nhớ về thời thơ ấu ở vùng thôn quê, chạy chân trần không ấm và dùng dao chặt củi cho mẹ. Theo thống kê, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4, 2006 đến tháng 10, 2007, số tiền tỷ phú Hoàng Kiều từ thiện giúp người nghèo đã lên đến hơn 70 tỷ đồng.